tên là Thùy Ngân. Hôm nay mình muốn nói đến tất cả các bạn muốn kinh doanh online thành công á, thì thứ nhất bạn phải là người trải nghiệm sản phẩm trước, thì bạn mới biết được cái cảm nhận như thế nào khi sử dụng, hiệu quả ra sao. Khi đó bạn mới tự tin tư vấn và giới thiệu đến khách hàng của bạn. Thứ hai, bạn phải là người tìm hiểu kỹ về sản phẩm, am hiểu sản phẩm, biết được tính năng, công dụng của sản phẩm, thành phần gồm có những gì, sản phẩm có thể giải quyết được những vấn đề nào cho khách hàng. Bạn phải trở thành chuyên gia của sản phẩm mà bạn bán ra. Thứ ba, bạn phải biết được đối tượng khách hàng của bạn là ai, họ có nỗi đau và vấn đề gì. Như sản phẩm tinh dầu giả Thảo Liên, đối tượng khách hàng từ 6 tháng tuổi trở lên, mẹ bầu cho con bú, trai hay gái, người trưởng thành, già trẻ đều có thể sử dụng được. Thứ tư, bạn phải định vị mình là ai, coi là người tay trái bán thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống, hay muốn phát triển và coi kinh doanh là công việc chính là sự nghiệp. Thứ năm, bạn phải xác định rõ ràng mục tiêu của bạn kinh doanh online để có những gì và phân nhỏ mục tiêu ra, hoàn thành từng mục nhỏ. Và điều quan trọng, bạn phải tin vào sản phẩm, tin tuyến trên, công ty và tin tưởng chính mình thì mới bán ra những mặt hàng nhanh, nhanh, gọn và thành công, luôn thành công. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa ạ? Nếu bạn sẵn sàng bắt đầu thì hãy cùng mình tham gia vào và không từng bước phát triển cùng với chị em trong hệ thống bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha.